Hình thông tấn. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm dần từ ngày 26 tháng 4 tới đây. Với các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng có khả năng sẽ kéo dài đến ngày 27-28 tháng 4. Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên trong ngày 25 tháng 4, nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở các tỉnh thành Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngày từ 35 đến 38 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ và có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 11 giờ đến 16 giờ.